Hello, hello. Xin chào, xin chào. Bây giờ là 11 giờ 8 phút rồi. Có ai xem live của Tùng không? Xin chào, xin chào. Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ, buổi trưa mát mẻ nhá. Hiện tại thì bầu trời Dĩ An đang có nắng và gió. Đấy. Đang có nắng và gió, quạt tự quay luôn nha anh em ơi. Đang đầy nắng và gió. Nhiệt độ hiện tại là 6 sao không zoom được ta? Nhiệt độ hiện tại là 30 độ C anh em ơi, đang đầy nắng và gió luôn, nhiệt độ là 30 độ C. Ủa sao nó không lật màn hình được ta? Hello, hello. Chào bác Trần Bình, chào Dương Văn Phúc. Hello Hà Nguyễn. Cảm ơn bác Sơn Lê, chào Hoàng Bác Hoàng Trần Minh. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà buổi trưa mát mẻ nhé. Đấy, ngoài ngoài vườn này đang khá là nắng và rất là nhiều gió. Quạt đang tự quay. Cái hàng quạt trên đấy thì thường thì gần như không phải mở lúc nào, bị dư quạt nha anh em. Và Tùng cho rằng là làm quạt như thế, đầu tư quạt như thế là một sai lầm và tốn kém nha. Cho nên nếu anh em mở một vườn mới thì không cần thiết. Cái tiền mua quạt đấy thì mình mua quạt làm mát, vừa mát cho người vừa mát cho cây. Làm quạt treo trên là sai lầm, tốn kém nhé. Chào anh Lan Từ Bi. Quá tuyệt vời anh ơi, ok anh Lan Từ Bi nhé. Qua em mơ là anh sắp có kinh Bắc với Long Khánh hay sao, với cờ đỏ với Pleiku hay sao ấy. Chào Lợi Doraemon nhé. Cảm ơn bác Hiệp Nguyễn, chào Su Thiên. Chào và cảm ơn em trai Nguyễn Tiến Dũng. Chào Quốc Thái, APP. APP là cái gì nhỉ, app hả? App hả? Quốc Thái. Chừng hơn một tháng nữa thì mấy cái cây kia nó lại dài như thế này thôi. Đây là một phong cách tại vườn lan Thanh Tùng. Mấy cái đồ mắt Pleiku nó cũng phê lắm anh em. Em chào anh Dầu 7 Lê Văn. Cảm ơn Quốc Thái. Chào em trai Sơn Nguyễn nha. Cờ đỏ đúng không? Sơn Nguyễn cờ đỏ đúng không? Cờ đỏ đấy. Cờ đỏ đây. Phê lắm, phê lắm. Chào mợ thông thương nha. Mình đầu tư nay là cũng hơn 2 năm rồi. Cho nên là bây giờ mình có những chậu nái khá là ổn nha anh em nhé. Bây giờ mình có những chậu nái khá là ổn. Cảm ơn Hiệp Nguyễn nha. Cảm ơn Quốc Thái nha. Phê lắm, phê lắm, rất chi là phê. Rồi, bốn con số 1 là tứ quý át. 48 anh em cho Tùng một lượt chia sẻ để cho đông anh em vào cho nó xôm. Trưa nay bùng nổ luôn nào. Trưa nay được bùng nổ chia giá êm cho anh em nhá. Hôm nay Tùng đang có kế hoạch là sẽ chia sẻ đam mê, chia sẻ lợi nhuận, chia sẻ cơ hội cho anh em nhé. Chào Phong Tiger. Giống như Phong Tiger mua cây của mình đấy. Giống như Phong Tiger mua cây của mình. Bây giờ cây nó đẻ ra rồi. Ok, có thể chia sẻ được rồi. Chào Minh Lê nhé. Đấy, bây giờ như thế này mà để ngoài Bắc thì coi như là ra hoa hết. Vấn đề nếu như ở ngoài Bắc mà chăm ở chế độ khác thì cũng không thể ra hoa được anh em ạ.
Chào anh Nguyễn Hoàng Hiệp nha. Đấy, do chế độ chăm nó không có phôi để ra hoa, làm sao nó ra hoa, đúng không anh em? Đúng không anh em ơi? Đôi mắt bà lê cô nhìn nó phê dã man. Đôi mắt bà lê cô đấy, cũng từ hạt cám hạt gạo nó cũng ra được cái này anh em. Nó mới mọc thì nó cũng mới nhú thì nó cũng nhỏ thôi. Em chào anh Huy Lê nhé, Long Khánh. Trời, cái thân lá Long Khánh thích lắm cả nhà, thích cực kỳ luôn. Long Khánh mấy cây người đẹp không tên đây. Cây Long Khánh này, cây Long Khánh này là tùng bao trong vòng một tháng là lên 15 sen đây. Cây Long Khánh này là bây giờ là 6 sen nhá. Anh em thích thì Tùng chia sẻ cho anh em và bao trong vòng 1 tháng 15 sen. Nếu 1 tháng không được 15 sen lấy cây khác 15 sen nha anh em ơi. Thế dù 1 tháng nữa mà nó không được thì là sẽ lấy cái cây 15 sen như thế này. Sẽ lấy cây 15 sen. Chơi đẹp lấy tiếng thôi, chơi đẹp lấy tiếng thôi. Nhìn cứ sướng anh em ạ. Vẫn cứ là sướng. Cứ phải chăm thôi. Cứ phải chăm ủ mưu, ủ mưu. Cứ phải ủ mưu, ủ mưu. Ủ mưu thôi. Sơn Nguyễn ơi. Trời ơi, Sơn Nguyễn ơi, cái kỳ của em nó rẽ nó ra quá trời quá đất đây này. Khiếp hồn, khiếp hồn. Mỗi cái là 10, chắc 15 sen, 16 sen rồi. Bố bạn Ken với lại Nguyễn Sơn này. Năm ngoái Tùng cũng có vài cái hạt gạo trên thân mà mình còn trồng được 1m33 đấy anh em. Cái loại này thì ít hôm nữa. Rẻ nhiều quá. Ít hôm nữa cắt xuống cái này thì chăm từ nay cuối năm mét mấy bình thường. Nếu như mà thần cây thần kỳ thương. Phê lắm. Phê lắm anh em ơi. Chào Hoàng Như nhé. Ai đang xem cho Tùng một comment được Tùng chào nhé. Bây giờ là hôm nay là thứ hai ngày đầu tuần. Anh em vào cơ quan xí nghiệp rất là nhiều việc nhé. Anh em rất là nhiều việc luôn. Sáng thì thường thường mấy cơ quan nhà nước thì phải họp giao ban, đúng không? Các công ty thì bắt đầu vào guồng cho nên là khá là bận. Cũng như nhà hàng mình nhé. Thứ bảy chủ nhật bận nhưng mà sáng thứ hai thì lại bận hơn. Nó tồn động của thứ bảy chủ nhật đấy anh em. Công việc rất là nhiều luôn. Nhất là công việc văn phòng ấy. Thì rất là nhiều việc. Rất là nhiều việc luôn. Cho nên giờ này mà chưa thấy ai xem mấy nhỉ. Chào Quốc Toàn Nguyễn nha. Chào Quân Lê. Xin chào ai đang xem cho Tùng một comment Tùng chào nha. Xin chào 66 anh em đang xem live Tùng. Mình tắt tiếng. Em chào anh Sơn Lê nha. Chào bác Vườn Lan Phục Lễ. Ngồi văn phòng xem lén hả? Chào Mạnh Tuần Đao, chào Vũ Hiểu. Chào Quang Lê nha. Xin chào anh em. Mọi người chia sẻ cho đông đông để Tùng quay cây cho anh em xem. Và anh em nào thích thì mình lại chia sẻ. Hôm nay chia sẻ một cái đầu like đi. Ôi giời, cái Loki nó đẹp dã man luôn. Đều đẹp. Đẹp lắm. Nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái gì đó cho nó êm êm đi nhá. Một cái gì đó êm êm. Cái gì đó Khánh Thu.
Bác Quân Lê ơi, cái này là đôi mắt Pleiku. Này là đôi mắt Pleiku nha anh em, cây ươm tự nhiên. Khúc ươm già ranh rất to rất đẹp. Một cây đôi mắt Pleiku anh em ạ. Một trong những mật hoa là bộ tứ trụ triều đình nha, tứ trụ triều đình. Tứ trụ triều đình nha anh em. Một cái kỳ đôi mắt Pleiku. À bây giờ mùa này là mùa mưa đấy. Mùa mưa cho nên là mình muốn mà cái mặt chậu nó không bị bị nấm bệnh thì mình phải xịt cái giá thể mặt chậu cho thật là sạch. Thứ hai á, là trời, ông trời ở đây á, thì ông thích mưa lúc nào mưa mà thích nắng lúc nào nắng. Thành ra là nếu mình để phân tan chậm hoặc là để cái mặt chậu giá thể dơ á, thì sẽ ảnh hưởng tới cây. Cho nên là mình đã dọn dẹp 100% vườn nha anh em nhé. Ở trong này thì có hai mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa nắng. Đấy, cho nên cái mùa này là mình phải khác. Mặc dù tùng mới 100 cây thôi nhưng mà ít nhiều thì thần cây cũng báo mộng để mà mình có những thay đổi. Chào Lâm Hậu nhé. Một cái kỳ đôi mắt Pleiku này thì là một cái mặt hoa đỉnh cao nhé. À, một mặt hoa đỉnh cao. Và anh em rất là khao khát. Số lượng kỳ thì không nhiều trên đất nước Việt Nam. Kỳ này thì rất là đẹp. Bộ rễ thì cực kỳ khỏe, đâu đó 9 cọng rễ thôi. Rễ khỏe lắm. Đấy, thì đầu lai Tùng chia sẻ cho anh em. Không tính giá thị trường nhé. Bây giờ nó lên đôi mắt Pleiku bây giờ nó khoảng độ hơn 20 triệu một ki rồi. Hơn 20 triệu một ki. Trong khi đó đây là ki ươm rất là đẹp. Ki này thì khoảng độ ngót 5 sen. Ngót 5 sen. Thì nó khoảng độ hơn 20 triệu. Nhưng mà trên live này bây giờ Tùng chia sẻ cho anh em với giá là 15 triệu thôi. Với giá là 15 triệu cái ki đôi mắt Pleiku này nhé. 15 triệu nha anh em. Số lượng ki ươm như thế này không nhiều. Số lượng ki ươm như này không nhiều. Em chào anh Kỳ, anh Trần nhé. Tùng chia sẻ cho anh em một ki đôi mắt Pleiku này với giá là 15 triệu nhé. Và bao ít nhất cho anh em 15 sen. Nha anh em. Loại ki ươm đôi mắt Pleiku mà 5 sen kiểu như này á, thì bây giờ nó đâu đó nó phải là 20 triệu. Đó, trên live thì Tùng chia sẻ giao lưu với anh em đầu live. Chỉ có 15 triệu thôi. Em chào bác Đàm Đẹp nhé. Vâng, em giàu, em là siêu giàu luôn anh. Siêu giàu mà siêu giàu tình cảm thôi. Siêu giàu tình cảm thôi. Siêu giàu tình cảm thôi. Mấy cây ươm ra rất là đẹp. Cây ươm Long Khánh. Phê. Thấy rõ không ta? Bị ngược sáng ấy. Cảm ơn anh Huy Lê. Ok bác Đàm Điệp. Chào trai họ Phan nhé. Cây ươm lên phê lắm. Chào bác Tuân Đoan nha. Chào bác Tuân Đoan. Mới hôm trước bán cho bác Tuân Đoan một cái kỳ bảo duy nó có khoảng 5-6 cm thôi. Mà hôm nay nó đâu đó như thế này đây này. Căng lắm thôi. Giờ nó phải hơn 8 cm rồi. Nếu mà nổ tí mình phải nói là 10 cm luôn. Kỳ nó to nó đẹp á. Thế rồi. Thế này Tiết, vô lấy cái thước thước dây thử luôn. Cái này thì mình đoán là khoảng 8 sen. Nhưng mà nổ tí thì phải là 10 sen.
Anh em hình dung không? Chào rượu ngô Hạ Thổ nhé. Đang trong lúc chờ đợi lấy thước đo thử cái này thì cho rượu ngô Hạ Thổ ngắm cái cây của mình nhé. À, mình hay live stream mình cho anh em xem cây, thành ra là không nhất thiết phải chụp cây. Trừ trường hợp cực kỳ cần thiết thì sẽ chụp cây nhé. Và một tháng mình chụp cây một lần nhé. Rượu ngô Hạ Thổ Long Khánh đây, phê lắm luôn. Đang mở lá đi đọt mạnh. Cây này tháng nữa nhận không ra luôn. Ủa nãy giờ em like hay là em ấy? Hả? Mới tắt hả? Đây cái cây bỏ duy đẹp đẹp đấy. Anh em đoán bao nhiêu anh em ơi? Từ từ. Bây giờ anh em đoán cái cây bỏ duy này nhiêu bao nhiêu sen? Anh em đoán cây bỏ duy này bao nhiêu sen? Cái mầm khá là to. Bác vườn lan Phục Lễ đoán 11 cm. Chào em trai vườn lan Nguyễn Bảo Nam nhé. Cái kỳ bảo duy này của bác Tuấn Đoan anh em đoán nhiêu? Thương Nguyễn đoán 9 cm, rượu ngô Hạ Thổ đoán 9 cm, Hồ Duy Hào 11 cm, Mạnh Toàn Đao 10 cm, mới rồi bán có 6 cm mấy, 6 cm được mấy hôm nhỉ bác Tuấn Đoan nhỉ? Nguyễn Tính Dũng 9 cm, Trung Coi 9 cm, Nguyễn Sơn 9 cm, anh Huy Lê 9 cm, à, hay đấy. Trần Tuấn 9 cm. Rồi, ok. Cảm ơn 9 người. Rồi vào việc nha, đo là em đo đúng từ cái củ nha. Sao cho nó em đứng xong cái này này. Đó. Cây này nó cong nha. Ú là trời. Cây này nó cong nha anh em. À, nếu mà đến chữ V là 11 sen. Nếu đến chữ V là 11 sen. Còn bình thường là 10 sen. Một số anh em đoán 9 sen là sai hết nha. Nếu mà tính chính xác cái này là 10 sen. Mình tính 10 sen cho nó song xanh. Mình tính 10 sen cho sông xanh, còn anh em đoán 9 sen là sai nhé. Cảm ơn bác Xuân Hà 12 sen. Chào anh Tín La Sọc nha, Lợi Doraemon. Anh Tín La Sọc. Này anh em này. Chào bác Ninh Lâm Văn, chào Nguyễn Văn Thuận. Đấy, 10 sen. Đẹp. Em chào anh Vườn Lan Huyền Điệp. Phải quay lại cho đúng hướng rồi đó, đúng hướng nắng thì bây giờ Tùng đang livestream này là ngược đấy, ngược hướng nắng đấy. Anh Huy Lê ơi, cái kỳ này hôm trước em chia sẻ cho anh là 4 sen anh này, anh Huy Lê này. Cây này thì chắc khỏi đo luôn, cây này thì phải 20 sen. Anh Huy Lê ơi, hôm rồi... Ok bác Tuấn Đoàn nhé. Đấy, cây bỏ duy của anh Huy Lê đấy. Hôm rồi chia sẻ là khoảng tới đây thôi. Nhanh nhỉ. Dã man thật. Nguyễn Ngâu. Cứ 70 sen là rút ngọn. Không nói nhiều. 70 sen. 70 sen là rút đọt. Cái này 70 sen mới rút đọt. Kinh Bắc 70 sen. Long Khánh, cây Long Khánh này rút đọt giá đi cho rồi. Bây giờ cây này khoảng 1m1 rồi anh em. Cây Long Khánh chẳng 1m1 rồi. Rồi bây giờ anh em trên live đây, anh em thích gì nhờ? Mình chia sẻ cho anh em một phát nào cho nó thông lòng ấy coi. Đúng rồi bác Phục Lễ ơi. Trong Nam thì cây đi cả nguyên năm luôn. Rượu ngô Hòa Thổ, cây Long Khánh của em để 79 sen nhé. Ok. Rồi 79 sen nhé.
Rồi anh em nào thích gì thì inbox mình nào, mình cho xem cây và anh em ta giao lưu nhá. Hồng Long Châu trước mình bán hết rồi. Anh em đang inbox. Em chờ bác Ngọc Ánh Đỗ nha. Rồi bây giờ anh em ta giao lưu một cái người đẹp không tên đi. Giao lưu một cây người đẹp không tên cho nó thông lòng ấy nha. Giao lưu một cây Nguyễn Toan ơi cái cây. Ủa không nhận ra luôn. Toan Nguyễn anh không nhận ra, anh bảo ủa sao mà Toan Nguyễn mà sao hôm nay nó phê thế, hai sen mấy rồi mà không chịu mở ngọn đây này. Toan Nguyễn đẹp lắm. Hello, ở bên kia bầu trời. Sao bé bự khiêm mai, em mới quất hai cây xong, sao anh biết thay thế? Mới quất hai cây kem. Đủ thứ trên đời. Hạ và nói giờ nó đẹp lắm rồi, Ngô Hạc Hổ ơi. Hạ và giờ nó đẹp lắm rồi, cho Nguyễn Văn Thuận xem cây Bảo Duy. Nhiều lúc đi ngang thấy, cuối cùng là cái lúc mà livestream như này á, tìm không thấy luôn anh em. Đủ thứ trên đời. Ủa giờ tìm không thấy. À đây này đó, ta đây Nguyễn Văn Thuận đây rồi. Mày hả bưởi ngon rẻ phê. Với bà Thuận ơi, phê pha. Rượu ngô hạ thổ. Không thấy luôn, nói chung là không thấy. Thôi, để lúc khác ta tìm vậy. Ôi giời, ăn kem mà bắt đầu ăn kem thì nó lạnh, bắt đầu là nó chuyển sang cái chế độ là nó khàn tiếng rồi anh em ạ. Tự nhiên mình thèm ăn kem dã man, ăn lúc nào cũng được, ăn một lúc 5-10 cây cũng được anh em ạ. Căng lắm thôi anh em ơi. Căng lắm luôn. Rồi bây giờ Tùng sẽ chia sẻ cho anh em một cái kỳ người đẹp không tên cho nó thông lòng cái. Cho nó thông lòng nha. Một cái kia người đẹp không tên ơi, anh em nào giao lưu với Tùng nha. Trời ơi, cái này hình giống gì ta, giống một người đẹp đang ngồi bành háng, bành càng luôn này anh em. Ok, Nguyễn Văn Thuận nha. Đây này, cái này giống một em gái ngồi bành càng đó anh em ơi. Ngồi bành càng. Trời ơi, cái này phải cho anh em xem mới được, chứ không cho xem là không được luôn này. Phải cho anh em xem, tự mình hình dung ra luôn. Mình hình dung ra đây. Mọi người biết vợ em á, có em bé, bầu em bé mà vợ em thèm gì mọi người biết không? Vợ em chỉ thèm trái cây thôi, bất kỳ ăn trái cây nào cũng được. Ăn rau, ăn trái cây thì không sao, mà cứ ăn đồ thịt vô, ăn đồ hải sản vô là ói. Đủ thứ trên đời. Rồi cái mọi người biết gì không? Mua trái cây về bành càng này này. Đó, bành càng gì ngồi ăn gì đó. Mọi người thấy coi được không? Nay em bóc phốt vợ em này. Ngồi bành càng ăn trái cây, ăn măng cụt đó. Mình hình dung ra cái em này. Đủ thứ trên đời. Mình mới hình dung ra. Nè, đó. Mọi người coi đó. Nay tao bóc phốt vợ tao luôn. Mọi người thấy không? Hồi ăn trái cây bành càng vậy đó.
thì giống y chang như em người đẹp không tên này này. Nhưng mà vợ thì không bán, vợ thì không chia sẻ, nhưng mà chia sẻ kia người đẹp không tên này nhá. Chồng nghiến kem, vợ nghiến hoa quả, đúng rồi bác Phục Lễ ơi, đúng y bài luôn. Vái trưởng luôn Nguyễn Văn Thuận ơi. Đố thứ trên đời. Chào bác sĩ Hùng, chào cô Thúy Bình. Tưởng tượng phong thủy. Đang mà vô tình anh em ơi. Trời ơi, tôi ăn kem bây giờ tôi khan cổ luôn rồi. Chào 99 anh em nha. Hôm nay tôi bóc phốt vợ tôi. Dạng háng này, đúng là Nguyễn Hà ơi. Là cái dạng háng luôn này. Đúng tên trời. Vợ em thì em không chia sẻ, nhưng mà em chia sẻ cho anh em một cái kỳ người đẹp không tên này giao lưu nè. Kỳ người đẹp không tên là người giao lưu. Giao lưu bây giờ em để cho anh em là mình thích số 9 thì là 1,9 triệu nha. 1,9 triệu cho anh em. Vợ anh dài, ok Nguyễn Sĩ nha. Mặc 2-4 cọng rễ nó cũng dài dã man luôn anh em. Đây này. Trời ơi, nó y chang luôn. Bó vân tay luôn. Chào bác Thiền Nhị nha. Chào bác Thông Phạm. Rồi em chia sẻ cho cả nhà, chia sẻ cho cả nhà là 1,9 triệu kỳ người đọc không tên này nha. Kỳ dạng háng nha. Kỳ là kỳ kỷ niệm dạng háng nha. Đủ thứ trên đời. Ăn thịt, ăn cá, ăn cua, ăn tôm, ăn gà thì ói. Mà ăn trái cây này không ói, mà ngồi kiểu đó mọi người coi được không? Không thể chấp nhận được. Còn cái bà người đẹp không tên này này, bà này là có tên nha, bà này tên Thơm nha. Còn cái bà này không có tên nè. Bà này không có tên nha anh em. Rồi chia sẻ cho anh em cái bà người đẹp không tên này nha. 1,9 triệu giao lưu cái này kỷ niệm gọi là kỳ dạng háng nha. Sĩ Hùng, cây của Sĩ Hùng rất là đẹp nha. Mình không biết, đang nhớ đang ở đeo ra ngoài treo rồi. Khu vực này là khu vực trong mát nha. Còn ấm chậu rồi là treo ngoài hết. Đây. Kỳ dạng háng nha anh em ơi. Người đẹp không tên, dạng háng kỷ niệm nha, kỷ niệm dạng háng nha, 1,9 triệu nha. Đâu rồi anh em, đâu hết rồi? Anh em đâu hết rồi anh em ơi? Rồi đó là người đẹp không tên. Từ từ rồi anh em sẽ chín rồi. Còn sau đây thì sẽ lên cho anh em một cái kỳ bảo duy nhá. Năm cánh trắng dạng háng không tên. Ôi thiếu nhiều người, anh em bán lan rần rần mà bác Nguyễn Văn Minh. Anh em người ta bán còn hơn Tùng ấy chứ, Tùng bán đâu có được nhiều. Tùng đâu có mục đích là bán nhiều đâu anh em. Tùng vẫn đang còn đủ mưu. Tùng chưa bán mấy đâu. Cho anh em mà ít tiền, anh em muốn giao lưu thì mình giao lưu cho anh em để anh em có giống thôi. Để anh em có giống nha. Chứ mình không có đặt đề cao tới vấn đề là mình bán cây đâu. Có một cây bảo duy đẹp, rễ đang cắm xuống rất là đẹp, và còn một mắt ngủ. Rồi cây bảo duy này nè, cây bảo duy này là chia sẻ đầu lai cho nó thông nòng nha anh em, chia sẻ đầu lai cho nó thông nòng luôn nha, chia sẻ cho anh em với giá là 2 triệu nha, 2 triệu cây bảo duy cho nó thông nòng cho nó vui vẻ nào. Cái bảo duy này á, thì nó còn một mắt ngủ nha anh em ơi. Cái này là đảm bảo là bao phê pha luôn, rễ bắt đầu ăn xuống rồi. Tùng chia sẻ cho anh em với giá là 2 triệu nhé. Làm như mình bán hàng nó bị bóc tương tác sao ta. Bảo duy anh em ơi, 2 triệu nha. Rồi sang một cái bảo duy khác này, cái sấp đôi luôn. Một cây bảo duy sấp đôi chia sẻ cho anh em nhé. Chào bác Trần Dũng. Một cây bảo duy sấp đôi này Tùng chia sẻ cho anh em
2,6 triệu nha, 2,6 triệu nha. Được hai mầm luôn, hai mầm này là bao là phê pha luôn. Một cái bi. Ok Nguyễn Hà nhé, Nguyễn Hà được ăn cơm là ngon rồi. Chào Bác Bằng Phạm nhé. Một cái cặp Bảo Duy như này nhé, đẹp nhé, chào Hoàng Thiện. Một cặp Bảo Duy đẹp như này là 2,6 triệu nha anh em ơi. Tùng chia sẻ cho anh em 2,6 triệu nha. Đây anh em này, đôi lúc cũng như đôi khi này, lại vừa phát hiện ra đây. Cù nhá, cù nhá. Lại vừa phát hiện ra này, dính trướng này. Lại phải đem ra đây, giải quyết liền này. Đó, đâu phải như lúc nào đâu anh em. Đó, lại mất 20 củ đây. Đôi mắt và lưỡi cu 20 củ mà nó bị thối một cái đọt đây này anh em ơi. Đâu phải đơn giản đâu anh em ơi. Không phải đơn giản đâu anh em ơi. 20 củ mà nó lại bị thối đọt đấy. Trưa thứ hai thì sẽ là ít anh em xem. Mọi người vẫn đang đi làm. Mọi người đang đi làm mà thứ hai là ngày đầu tuần thì rất là đây một cái nữa này. Trời ơi là trời. Đây một cái nữa này. Đấy, để chăm được một cái cây nó không hề đơn giản luôn anh em ạ. Chăm được một cái cây nó không hề đơn giản luôn. Rất là vất vả luôn. Đấy, cái mấy cái này là để ấm chậu thì mới đưa ra. Đưa ra ngoài là ấm chậu rồi đó anh em. Bác Long Hữu có xem không ta? Bác Long Hữu xem không ta? Đó, ở ngoài đời nó là như thế này này. Nhưng Tùng để xa máy là Tùng zoom lại cho nó đỡ bị mờ đấy. Chào bác Sơn Nguyễn nha. Xin chào anh em. Cho Tùng một comment để Tùng chào nhé. Đó, anh em đang tinh tinh để mua cây đấy. Anh em đang tinh tinh để mua cây. Cây Bảo Duy đây, cây Bảo Duy đây. Cây Bảo Duy còn một bát ngũ kỳ này đẹp. Còn một bát ngũ. Ok nha Nguyễn Văn Thuận ơi. Cảm ơn bác Phạm Quang Đức nha. Đấy, nó ra rễ mà phát rồi đó, kính mắt nó mới đẹp anh em ạ. Ra rễ cái lá nó khác này, còn cái này là chưa ra rễ mà nó gần 3 cm rồi nè. Đó. Hết sức bình tĩnh. Này, cái này nó ra rễ là nhìn nó phê không anh em. Chào Khởi Phạm Văn nha. Cây Bảo Duy
khi Bảo Duy còn một mất ngủ hay khi nào bác Sơn Nguyễn ơi? Cái kỳ này đúng không bác Sơn Nguyễn ơi? Phải kỳ này không bác Sơn Nguyễn ơi? Hát xì hơi đó là vô địch thế giới, cả thế giới chỉ có một người hát xì hơi kiểu đó rồi đó. Khởi phẩm ăn hai cái của khởi phẩm ăn thì quá ok rồi. Bác Sơn Nguyễn ơi, cái đấy chia sẻ đầu like cho nó thông lòng là 2 triệu nhá. Đủ chứ trên đời. Bác Sơn Nguyễn nhá, chia sẻ với bác cái đấy 2 triệu. Còn nếu bác lấy cái này này, bác lấy cái này thì 2,5 triệu nhá, 2 kg luôn. Hai cái mầm gốc của rất là to nhá. Nó to dã man luôn á. Cái này sắp tới mà nó đi thì thôi rồi. Chào bác Trần Toàn nhá. Cái này là hai cái mầm này là anh em mà lấy hai cái mầm này thì Tùng cho rằng là sẽ thắng lợi này. Nha anh em. Nếu lấy hai cái mầm gốc này á, đây là hai cái mầm gốc nha. Một cái bi nó lên hai mầm, mà hai cái mầm rất là to nha anh em. Vui bây giờ đang cơm phí hết cả vào mâm. Ok Tuấn Nguyễn nha. Hai khi này thì 2,5 triệu để cho thông nòng nha anh em ơi. Thông nòng buổi trưa 2,5 triệu. Còn cái này thì 2 triệu nha. Bảo Duy này là 2 triệu nha anh em. Bác Sơn Nguyễn chốt kỳ nào? Ai đang xem cho Tùng một comment để Tùng chào nhé. Ai đang xem cho Tùng một comment để Tùng chào. Ăn kem quá nó khan hết cả tiếng rồi anh em ạ. Ăn kem quá thôi. Bây giờ tôi nghén kem. Một ngày bình quân tôi phải ăn hơn 10 cây kem anh em ơi. Khổ lắm tôi. Nhưng mà thích. Đang nói này là đang chảy nước miếng á. Đang thèm kem đó. Nói chuyện thì nói nhưng mà đang thèm kem. Người đẹp kinh Bắc. Kinh Bắc phê. Kinh Bắc phê pha. Nguyễn Văn Thuận lấy kỳ nào? Ủa lúc nãy mình báo nhiêu ta? Chào bác Nguyễn Duy Dân nhé. Nguyễn Văn Thuận ơi, tinh đi. Cái sắp đôi này nhá, anh em nào mà lấy cái sắp đôi này á, có 2,5 triệu thôi nhá. Nhưng Tùng cho rằng là thắng lợi nhá. À cái này là 2,5 đúng không? Cái này 2,5, cái này là 2 triệu đúng không? Ok bác Tuấn Đoan nhá. Em chào anh siêu giàu Trương Nguyễn. Cây của anh Trương Nguyễn thì là vô địch thiên hạ rồi. Đây, mấy cái kỳ giống như vậy đây anh Trương Nguyễn này. Mà nó mới ra được bấy nhiêu đó. Anh thấy chưa? Cái này mới ra được bấy nhiêu thôi. Mấy cái này cũng ra được bấy nhiêu thôi. Đó. Có cái này thì nó là 2 kg luôn này.
cũng không bằng cây của anh. Cái này mới được bấy nhiêu thôi. Khổ lắm thôi, khổ lắm thôi. Cái này thì lại kém xa. Cái này cũng xa kém. Nhất anh Trương Nguyễn luôn. Chào bác Quang Huynh nha. Chào anh Tùng Sáu. Sáu gì nhỉ? Sáu là Lộc đúng không? Chào bác Trí Đức nha. Đây có cây Bảo Duy đó bác này. Đây có cây Bảo Duy nha. Cặp mầm gốc trên một cái khúc ươm tự nhiên, nó ra một cái bi, xong từ cái bi nó đẻ ra 2 kg. Cái này là chia sẻ cho anh em với giá 2,5 triệu nha. 2,5 triệu. Rồi ok, đã chốt kỳ này cho Nguyễn Văn Thuận nha. Đã chốt kỳ này cho Nguyễn Văn Thuận. Đã tinh tinh xong rồi, đã nhận được tiền. Đã chốt kỳ này cho Nguyễn Văn Thuận nha. Nguyễn Văn Thuận đã tinh tinh rồi nha anh em. Nguyễn Văn Thuận đã tinh tinh. Xong kèo. Còn lại là cái này sấp đôi này nha. Riêng sấp đôi này đúng 10 ngày sau nhận không ra. Loại này là Bảo Duy nha bác Trí Đức ơi. Cặp Bảo Duy này á, em bán 1 kg á, em bán 1 kg đã là 2 triệu rồi. Như em bán 1 kg đã là 2 triệu, nhưng bây giờ trên live á, là em chia sẻ giao lưu thôi. Em bán 1 kg Bảo Duy như thế này là 2 triệu anh em này. 1 kg Bảo Duy như này là em bán 2 triệu. Chào bác Đỗ Tín nhá. 1 kg Bảo Duy như thế này là 2 triệu. Đấy, nhưng mà trên live anh em thích nha. Đúng bây giờ là lần này là mình chào anh em cái kỳ này nữa thôi. Trên live này nhá. Một cặp, một sấp đôi như này trên live chia sẻ nhanh cho anh em là 2,5 triệu nhá. 2,5 triệu cái cặp mầm gốc rất là đẹp trên một cái bi bằng hạt đậu. Mà nó ra một cái cặp mầm phê hết nấc luôn. Này đi mới phê. Nó kiểu là kỳ 52 nha anh em, nó kiểu là kỳ 52 nhá. Kiểu là kỳ 52 đấy. Tôi uống miếng nước. Đây này giống như hôm rồi anh nhá. Anh Bông Phạm đấy. Cũng mua một cái mầm có một cái bi. Xong nó đẻ ra một cái kỳ 52 này. Cái mắt này không còn nha anh em, mắt trên này không còn nhé. Anh Bông Phạm còn xem không? Em chào anh Trần Nguyễn Hiền. Nó to, cái mầm nó to, dã man 52 đấy. Cây của bác Bông Phạm nó ra dã man đẹp luôn. Mầm to chà bá. Mầm to chà bá luôn. Nguyễn Văn Thuận chốt cái đấy cũng đẹp. Cái còn một cái mầm nó cũng đẹp, rất là đẹp luôn. Bộ rễ ra là phê pha. Nguyễn Thái Phong có xem không ta? Từ một cái bi này, một cái bi này bây giờ nó ra mầm gốc đẹp rồi. Đâu đâu rồi anh em, đâu hết rồi anh em, đâu hết rồi. Chào bác Đức Hoàng. Chào bác Trần Dũng nha. Đúng rồi, nhìn y chang kim luôn á Nguyễn Văn Thuận ơi. Mình tưới cây cái. Mình thấy cây mình thương.
Đây nha cả nhà nhá. Đấy, là phải tưới đây. Chưa nắng rồi, thương cây quá là phải tưới đây này. Tưới cái nhìn nó phê không? Đó, tưới được cái nhìn nó phê lắm. Thấy mình thương cây ấy, mình tưới cho nó thối luôn đi. Anh em không nên bắt trước nha, giữa trưa nắng nha. Giữa trưa nắng nha, bây giờ nhiệt độ là 33 độ C nha anh em ơi. Thời tiết trên vườn lúc này là 33 độ C nhá. 33 độ C, các anh em thì đang cơm trưa. Các anh em thì đang ăn cơm trưa, còn ở bên kia bầu trời anh Kim Mai đang ôm cái điện thoại, một tay ôm điện thoại và một tay ôm gấu. Anh em thì đang được ăn trưa, còn Tùng thì vẫn tưới như mưa thế này. U là trời ơi. Đó, mọi người thấy chưa? Đúng là giờ này mình đã được ăn cơm rồi mà giờ này chưa được ăn cơm đây. Đang còn tiếp chuyện với anh em đây. Đây cả nhà này. Tưới cái nhìn nó sướng lắm. Phê lắm. Mọi người đã được ăn trưa, còn em đây phải tưới như mưa thế này. Thế này cây nó mới mát, cây nó mới xanh tốt được anh em ạ. Anh em hết sức cẩn trọng nhá. Không phải trưa nào cũng tưới được đâu, không phải cây nào cũng tưới đâu nhá. Hết sức bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh nha anh em. Bật tiết máy đỉnh. Hồi nào anh em nào cứ hô vang lên là cứ bạch tuyết mà phang, cứ bạch tuyết mà phang, bạch tuyết mãi đỉnh. Bạch tuyết mà nếu hồi kia mình bán mười mấy hai mấy thôi, còn sau này á nó xuống rồi anh em hô hào quá, bây giờ nó đẻ ra quá trời đây nè. Vẫn chơi, vẫn chiến đấu đây anh em. Tùng nói với bạch tuyết thì bạch tuyết mà vẫn trồng đây này. Còn bây giờ Tùng nói với anh em là bây giờ cứ phang nhá, anh em phang từ Long Khánh trở xuống nhá. Cứ Long Khánh mà phang, cứ Kinh Bắc mà phang, cứ Cờ Đỏ mà phang, cứ Bờ Đê Cu mà phang, cứ Bảo Duy mà phang, cứ Không Tên mà phang, chấm hết. Đủ thứ trên đời. Nha anh em nhá. Tại vì không phải Tùng đặt ra cái vấn đề đó đâu, mà là cái thị trường này, chính thị trường này, chính những anh em chơi lan, yêu lan, đầu tư lan, yêu thích những mặt hoa đó. Tại vì những mặt hoa đó nó rất là đẹp. Những mặt hoa rất là đẹp, đi vào lòng người. Đi vào lòng người rồi, cho nên là được anh em ưa chuộng, anh em săn đón. Bây giờ hơn 100 người đang xem ở đây. Có ai mà không thích Kinh Bắc không? Hỏi thật lòng đấy. Có ai mà không thích Bảo Duy không? Có ai mà không thích Không Tên không? Có ai mà chẳng thích Long Khánh không? Có ai mà chê đôi mắt Bờ Lê Cu không? Có ai mà không ước được một cây Cờ Đỏ không? Cu cũng thích mà chưa có. À, Tuân Long là đàn ông, là con trai mà là chưa có cu là hỏng rồi. Tuân Long mà không có cu thì đời không lẽ. Ngoài trời vẫn đang rất là nắng và gió. Ngoài trời vẫn đang rất nắng và gió nha anh em. À, nhiệt độ lúc này thì tương đối ổn. Mình tưởng là 33 độ, ai dè nhiệt độ trong vườn mình nắng và gió mà nó chỉ có 33 độ C thôi. Ủa 30 độ C chứ. Nó chỉ có 30 độ C thôi anh em ơi. Mọi người thấy chữ 30 không ta? Chứ không phải 38 đâu nha, 30 thôi nha. 30 độ C thôi. Bảo Duy, Cờ Đỏ, Người Đẹp Không Tên có rồi. Ok bác Tuân Long nha. Thế thì vẫn thiếu cu rồi. Bảo rồi. Cu đây này. Lúc nãy có một kỳ cu thôi. Có một kỳ đôi mắt Pleiku thôi. Đây. Có một cái kỳ đôi mắt Pleiku này đây này. Kỳ này bây giờ thị trường là 20 triệu trở lên.
mình chia sẻ cho anh em với giá là 15 triệu trên like này thôi cho vui. Cây ươm tự nhiên, rễ rất khỏe luôn, rễ cực khỏe, chắc chục chục cọng luôn. Rễ thì rất khỏe. Cây này giá thị trường đâu đó nó khoảng độ 20, hơn 20 triệu. Bây giờ Tùng chia sẻ cho bác Tuân Long, cho anh em, cho cậu Út Trò Trần, cho tất cả anh em đang xem live đây. Tùng chia sẻ là 15 triệu nhé. Cho đưa trước 10 triệu, còn cho thiếu 5 triệu. Tạo điều kiện. Chứ không phải là mình cần tiền 10 triệu đâu anh em nhé. Đôi lúc phải chia sẻ yêu thương. Đôi lúc phải chia sẻ yêu thương, chia sẻ lợi nhuận, chia sẻ cơ hội. Chào bác Lê Hường. Chào em Nguyễn Gia Hiền. Cây của Nguyễn Gia Hiền đẹp lắm. Em bảo anh chụp mà anh không biết là anh lắm lúc là không có ở trên vườn á. Cho nên sắp tới đấy cả nhà. Là Tùng đang nghiên cứu xem là thứ 6. Thôi thứ 6 tuần này đi. Thứ 6 tuần này chụp coi như là không phải cuối tháng mà bây giờ là đầu tháng luôn. Ngày thứ 6 của tuần đầu tiên trong tháng nha. Ngày thứ 6 của tuần đầu tiên trong tháng là Tùng chụp đồng loạt cho tất cả anh em nha. Khi đôi mắt Pleiku này là giá thị trường là hơn 20 triệu. Tùng chia sẻ cho anh em với giá là 15 triệu nha. Anh em chưa đủ thì Tùng cho anh em thiếu 5 triệu, đưa trước 10 triệu cho thiếu 5 triệu trong vòng 15 ngày nhé. Chơi đẹp. Bây giờ tiến là tiến. Bây giờ chốt lại là sẽ chụp cây cho anh em vào ngày thứ 6. Trong ngày thứ 6 của tuần đầu tiên trong tháng. Chốt. Không nói nhiều. Cây Nguyễn Gia Hiền đẹp lắm, không biết đằng đâu nha. Lòng dòng chắc quanh đây thôi. Minh Lê Quang Minh cũng đẹp quá trời này. Minh Lê Quang Minh có xem không? Cây của Nguyễn Gia Hiền. Ôi giời, đây này. Ủa, đủ thứ trên đời. Ngay trước mặt đây là Nguyễn Gia Hiền thôi. Hết nước chấm. Mười mấy xe này em ơi. Xem có bị thối không? Nó không thối anh em ạ. Nó không thối. Nguyễn Gia Hiền ơi, đây. Bị ngược nắng đấy. Rồi mười mấy xe rồi. Bộ rễ thì siêu khủng rồi. Đẹp lắm, cây Nguyễn Gia Hiền đẹp lắm. Mạnh Đô xem ta, cây Mạnh Đô này. Phê. Ok, Nguyễn Văn Thuận nha. Anh em vừa tinh tinh đây. Cây cu đó inbox nhé. Thông Phạm. Ok, bác inbox cho em đi. Bác Thông Phạm, bác inbox cho em đi. Mình tạo điều kiện cho anh em. Thực sự bây giờ mình cần người chơi, cần người đồng hành. Chứ bây giờ mọi người tính thì mình bán được một vài kỳ thì được bao nhiêu tiền. Nhưng mà mình sẽ đồng hành hàng ngàn người, hàng chục ngàn người. Và mong muốn của Tùng, Tùng lan tỏa cho 1 triệu người chơi lan. Mua của ai cũng được, mua của Tùng cũng ok. Mua của ai cũng vậy, mua Tùng, Tùng cảm ơn. Có quả mũ chè hói. Ok, bác Nguyễn Văn Toán nha. Chè nắng, chè nắng. Cái mũ này thì chắc là đi vào lịch sử luôn. Mũ này là mũ nè. Đó, đôi lúc lấy ra để cho anh em thấy cái sự vất vả, sự khổ, sự đẹp trai như thế nào. Chào em trai Trần Tráng nha. Chào bác Lê Đức Nam. Bác nào vừa nói cái cu inbox là như thế nào nhỉ? Inbox cho em chưa nhỉ? Anh Thông Phạm, anh vừa tuyển trên xin lên vườn em rồi. Ok anh. Anh inbox qua cho em đi. Chào Lan Rừng Thanh Hóa nha. Chào Phạm Định. Xin chào cả nhà. Hỏi ơn ông Xuân Bình Phước. Chọc ghẹo. Cứ chọc ghẹo Tùng với Xuân Bình Phước thôi. Khổ lắm thôi.
anh em nào thích gì mình chia sẻ cho anh em nhé. Rồi bác Thông Phạm inbox cho em nhá, chắc là em xin phép được xuống live để em ăn cơm đấy. Em ăn cơm chứ gấu của em là vừa nhắn tin là chào bác Nam Ốc Sóc Sơn này. Mọi người thấy à, mọi người thấy hồng thơm không? Anh ơi xuống ăn cơm đó, 11:57 đó, nhớ chồng rồi. Ok, bye bye cả nhà, mình xuống ăn cơm với gấu nha. Bác Thông Phạm này inbox cho em. Anh em cần gì thì inbox cho mình nhé. Anh em ta giao lưu. Ok, bye bye cả nhà nhé. Hẹn gặp lại chiều nay và tối nay luôn nhé. Ok, bác Nguyễn Văn Toán.